Vô minh là gì? Vô minh là mờ tối, là mê lầm. À, vô minh lại có chia ra ba bậc. Một là vô minh thượng. À, vô minh thượng, thầy cái chữ thượng này quý vị hiểu theo cái nghĩa chữ thượng là trên, mà trên đây có nghĩa là thô, chứ không phải chữ thượng là cao nhất. Chữ thượng đây là trên, như trên có nghĩa là thô. À, thô tức là cái bề ngoài, bề nổi bề ngoài. À, vô minh thượng, vô minh thượng là vô minh gì? Tức là ngu si chấp ngã, đó là cái vô minh đầu đó. Thành nó chữ ngu này, ngu si chấp ngã này, thì tôi đưa ra quý vị mới thấy tất cả chúng ta ai ai cũng không chấp nhận mình là người ngu si, phải không? Rồi quý vị có ai gan dạ dỗ ngực nói tôi là người ngu si hay không? Nếu ai lỡ có một ngôn ngữ không đẹp nói rằng chứ bộ ngu quá, cái mình sao mình nổi nóng lên liền, phải không? Nói mình ngu là nổi nóng lên liền, thì có thể nói rằng tùy khả năng có thể cho ăn bạc tay là cho cái gì đó liền. Vừa nói một tiếng ngu là đã nổi nóng, đã đánh đạp hoặc mắng chửi liền. Thì như vậy thì quý vị nghĩ người mà có hành động đó, người đó không biết ngu hay là không ngu. Thì đây, để đọc qua đoạn này thì quý vị sẽ thấy vô minh thượng, ngu si chấp ngã. Trong tam đọc thông thường nói tham sân si, cần đặt đúng vị trí của nó. Phải nói si tham sân, si là si mê ngu tối. Ngay như thân này do si mê ngu tối, chúng ta chấp chặt một cách sai lầm. Chấp sai lầm có hai lớp: chấp thân làm ngã, tức là làm mình; chấp tâm làm ngã, là làm mình. Chấp thân này làm ngã là thân bệnh của phàm phu. Tất cả người thế gian không ai chẳng chấp thân này là ngã. Bởi chấp thân này là ngã nên thấy nó thật, nó lâu dài, nó cao cả, quý báu, rồi đắm mê tham lam vì nó. Thân của ta bị chê bai, bị xúc phạm, liền nổi thân lên. Mặc dù sự chê bai xúc phạm ấy rất hợp lý và xác đáng. Ví như thân ta đen điêu thấp xấu, có người chê anh chàng lùn xấu, liền nổi tức giận. Thân ta hôi hám bẩn thỉu, nếu có người nói anh chàng nhớt nhớ, liền nổi khí sinh thương. Ngược lại, thân ta xấu mà có ai khen là đẹp trai, liền vui vẻ tươi cười. Thân ta nhớt mà có người khen là sạch sẽ, liền thích thú. Nơi thân này càng được khen, chúng ta càng tham chấp, rồi sanh tống cao ngã mạn. Nơi thân này bị chê, chúng ta sanh sân hận, oán thù. Bởi do si mê chấp thân nên sanh tham trước, tưởng nó chân thật, nó lâu dài, nó sang quý. Ngược với lòng tham, liền nổi cơn sân hận thù hằn. Do si mê về thân, mọi sự thật chung quanh thân không bao giờ chúng ta thừa nhận. Đã quý thân ta thì quý luôn những vật sở hữu của ta. Thế nên những nhu cầu về vật chất của bản thân chúng ta lúc nào cũng muốn thỏa thuê thuê về sung túc. Đó là cái nhân khởi lòng tham về vật chất. Vì tham vật chất nên mọi người đua tâm giành giật khổ sở cả đời. Được thì tham lại thêm tham, mất thì tham đổi ra thù hận. Đó là tạo nghiệp trả quả kiếp kiếp đời đời. Vì tham thân nên khi thân sắp hoại, người ta sanh kinh hoàng sợ hãi, nỗi lo sợ mất thân là sự khủng khiếp nhất của con người. Vì thế chí chết coi như một cấm kỵ không bao giờ dám dùng đến. Đã sợ mất thân, khi thân mất, thân này sắp mất, cái niệm tìm thân bừng dậy mãnh liệt. Đó là cái nhân dẫn đến thân sau. Bởi khi nghe chấp thân nên thân trước mất tìm đến thân sau mất tìm thân sau nữa, cứ thế mãi mãi sanh tử luân hồi bất tận. Đó, cái đoạn si về chấp thân này
tôi đọc sơ đó, rồi quý vị xét thật kỹ đi coi. Tôi nhắc lại một lần nữa, bởi vì ở đây là chúng ta học đạo. Học đạo nghĩa là học cái gì? Tức là học cái chân thật. Học đạo là học cái chân thật, tìm đến cái chân thật. Cho nên đạo là chân lý, tức là cái lý thật không bao giờ thay đổi. Cái lý thật đó, nếu chúng ta tìm thấy, đó là chúng ta ngộ đạo. Rồi nếu chúng ta tìm không thấy được lý thật đó là mê lòng. Nhưng người học đạo là người tìm chân lý. Tìm chân lý tức là tìm sự thật. Mà sự thật đó phải đủ 100%, chứ không thể 90% hay 80% đúng được, mà phải đúng 100% mới gọi là chân lý, mới gọi là sự thật. Tinh thần học đạo chúng ta là như vậy. Mà Phật là người chỉ chân lý, cho nên Ngài giảng đạo tức là chỉ chân lý của chúng ta. Do đó những lời Phật nói ra đều đi đúng với lẽ thật, chỉ lẽ thật cho chúng ta biết. Nhưng mà sở dĩ lời Phật dạy mà chúng ta không hài lòng là tại sao? Tại chúng ta không ưa sự thật, phải không? Thì đây tôi dẫn như ở trong đây nói vô minh. Cái vô minh mà thô thiển cạn cả kiếp đó, là cái vô minh chấp ngã, chấp cái thân này là ngã, tức là mình. Bây giờ hỏi tất cả những vị ở đây, có ai không chấp cái thân này là mình thiệt hay không? Trong người chưa có người đều cho thân mình là thiệt. Và bên cạnh cái thân mình thiệt, nó còn cái gì nữa? Cái thân mình là quý, thấy không? Thân mình là quý thì rồi bên cạnh cái quý đó nữa, thì tất nhiên mình còn lại ngầm tưởng sao nữa? Nó lâu dài lắm, phải không? Nó lâu dài. Ai mà nói tôi coi bộ cô chừng 3-4 bữa thì chết, nghe nói như vậy thì sao? Có hài lòng với cái người nói mình vậy không? Cho nên khổ nổi, người ta bị nhầm tưởng rằng thân này là thật, là quý, là lâu dài. Bởi nghĩ nó là lâu dài cho nên ai nói nó ngắn đó là giận liền, phải không? Bởi nó thật cho nên ai nói nó giả cái là không ưa. Bởi nó quý cho nên ai nói nó tiện cái thì mình nổi giận đó. Rồi còn thêm nữa, nó là đẹp, nó là hay, nó là đúng đó. Bởi lòng chấp thân là thiệt rồi thì bên cạnh cái thiệt cho nó là quý, là lâu dài, là hơn tất cả, cái gì cũng hơn hết. Bởi vậy cho nên ai nói cái gì mà nó thua người ta là không chịu ngay. Thì quý vị có khi nào vui vẻ nghe người bên cạnh mình, hoặc là ở giữa trong hội trường thiên hạ đông đảo, có người chỉ trích mình rằng cái ông này nha, cái miệng thì hôi đúng không, cái thân thì nhớt đúng không, con mắt thì không được sáng đúng không, lỗ tai thì mờ mờ đúng không, không có thông đúng không, còn trí tuệ thì hơi mờ mịt mù tối. Nếu chỉ trích hồi vậy thì mình sao? Chắc là hồi đó mình nổi thân đùng đùng, nếu mà có khả năng đánh đập được thì mình không có tha, phải không? Nhưng mà cái là nói á, nhiều khi tôi nói đúng nha, thật 100%, phải không? Bây giờ chắc lại miệng có hôi không? Thì tôi nói đúng phải không? Mình giận ta, mình giận ta nghĩ là sao? Rồi hả, cái thân thể mình mồ hôi ra có hôi không? Thì vậy nó đâu có gì, những cái người ta nói hết đúng sự thật. Mà mình nghe sự thật cái nỗi giận nghĩa là sao? Cái đó tại sao mà giận? Quý vị thử khắc nghĩa giùm tôi coi. Ví dụ người ta nói một cái câu gì đó nghe mình chưa hiểu, nó ăn không vui quá nè. Tôi tại mình không hiểu, tôi nói mình vui rồi mình có sao? Khi nó vui tôi giận lại cái cãi cho nó dọn người ta. Thì như vậy thì nghĩa là sao? Không hiểu thì muốn tỏ mình khôn đó. Thì như vậy có phải là trái với sự thật không? Thì bây giờ quý vị kiểm điểm coi chúng ta có ai yêu nghe sự thật không?
Bây giờ quý vị thử kiểm lại cho thiệt kỹ đi, hỏi cái mọi người chúng ta ai có đồng ý ưa nghe những sự thật hay không, hay là thích những sự dối trá. Chắc là trên lý luận thì ai nói tôi những chuyện sự thật, tôi yêu sự thật, yêu chân lý, nhưng mà trên cái tình cảm của người thì trong người như trong, không có người nào ưa sự thật hết, phải không? Bây giờ quý vị thấy, giả sử như ngay với thân mình, ở đây là nói cách thân mình trước, ngay với thân mình, giả sử hôm nào đó quý vị lỡ mặc quần áo 2-3 ngày chưa kịp thay mà đi đường mồ hôi mà hám nhễ nhại, thì lúc đó tự ý thức mình, ý thức ngay mình đi hôi hám đó, phải không? Nhưng mà có ở lại tới nhà người quen hay gì đó, cha anh này ăn mặc coi bộ sạch sẽ hay quá, ăn mặc coi đúng kiểu là đúng mốt rồi đó, nói vậy cái là chiều lớn rồi đó, thấy không? Không có cái chút gì bỡ ngỡ, không có chút gì khó chịu. Tôi nói với tôi kiểu cha sao mà ăn mặc gì hôi lắm vậy, nói như vậy cái là chiều mặt là muốn đi ngay liền. Thì như vậy là chúng ta chuộng sự thật hay là không chuộng sự thật? Thì quý vị trả lời dùng tôi ngay câu hỏi đó, chúng ta chuộng sự thật hay là không chuộng sự thật? Nếu chuộng sự thật thì khi mình nói ăn mặc hôi háo thì mình vẫn đi thôi, xin lỗi và đúng chứ ăn mặc hôi háo rồi xin lỗi họ đưa đi đó đi, để rồi mình sửa, để mình thay đồ cho hết hôi háo, cái này không chịu xin lỗi mà tối mình giận người ta liền, thì như vậy nghĩa là sao? Thì như vậy nếu thực tình là chuộng sự thật, nghe nói sự thật tức là mình phải nhận lỗi liền và xin lỗi với người ta, tá lại không nhận lỗi mà giận người ta thì cái đó là sao? Thì quý vị nghĩ kỹ rồi xét lại mình có như vậy hay không, có vậy không? Nếu có vậy thì tất cả chúng ta không yêu sự thật rồi, phải vậy không? Mà nếu không yêu sự thật thì đâu có nghĩa là tìm chân lý gì. Thì như vậy chúng ta sống ở trong cái gì, trong cái dối dạt nhau không, phải không? Dối dạt nhau mà dối dạt nhau hồi cái lúc sau người ta ở đời thì giả dối đó, rồi thích người giả dối, mà mình dối 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 dạt mà thích người giả dối mình sao? Thì như vậy phải sao đây? Nếu mình thích đời là giả dối thì mình phải thật, phải không? Mình phải thật thì mình phải thật, tức là mình tưởng sự thật, thì cái gì nó đúng sự thật là mình phải nhận ngay chứ. Mà tại sao mình không nhận? Mình không nhận mà tách đời giả dối nghĩa là sao? Giờ bao nhiêu đó thì quý vị mới thấy, nếu chúng ta có cái quan niệm rằng phải tìm lẽ thật, phải cầu chân lý để cho một cuộc sống mình đi tới cái chỗ chân thật, thì chúng ta phải coi thường mọi cái giả dối, phải không? Mà chúng ta phải ví chuyện cái gì chân thật, một lời nói chân thật chúng ta rất quý, mỗi cái gì mà về chân thật thì chúng ta rất kính, rất trọng mới phải. Mà tại sao chúng ta lại không chịu lẽ thật, từ chối lẽ thật mà lại hô hào tìm chân lý? Thì quý vị nghĩ nó mâu thuẫn vô cùng ở trong đó. Mà tại sao mâu thuẫn như vậy? Là tại vì cái si mê chấp ngã nè, chấp ta là thiệt, ta là quý. Bởi chấp ta là thiệt, ta là quý, ta là sống lâu, cho nên nên tôi nói thiệt mà nghe. Thì tất cả chúng ta bị thế gian hả, mấy cái người mà họ hơi già tâm lý một chút, họ gạt chúng ta, họ đưa chúng ta trong cái vòng mà mê lầm. Thì tôi mỗi lần có quen một người, cái ông đó ổng đi bán thuốc dạo, rồi ổng kể đây là tôi nói thôi tôi với bà nghe. Ổng đi bán thuốc dạo mà khi quen rồi ổng mới tâm tình ổng kể lại cho tôi nghe. Tôi biết ổng không phải là ông thầy thuốc gì hết, mập mà lạc ổng cũng không thông, nhưng mà ổng đi bán thuốc rất đắt mà bán ổng làm giàu. Thì tôi hỏi tại sao mà hay như vậy, ổng nói có lạ gì. Ví dụ như hồi xưa đó, đây là nói hồi xưa hay chứ không phải nói bây giờ. Hồi xưa mà mấy vị mà gia đình ông cả, ông chủ rồi hội đồng rồi đó, thì tới đó thì mình đem thuốc lại, thì muốn giới thiệu thì lại viết là quý bà,
Thì bà dòm thấy bà có vẻ hơi sinh sao ốm ốm. Cái thì biết liền à. Thôi là thấy coi mặt nói mà coi mặt thì không cần mặt cứ nhảy theo mặt nó. Chứ đi dòm, dòm cái dáng người cái tụi đó. Nói à, bà có chuyện buồn. Bà có chuyện buồn. Mà bởi buồn cho nên bây giờ trong cái tâm bà nó bị lao đi, nó khó chịu, ngủ không được, ăn không ngon. Rồi do đó mà giờ hoặc là tim và phổi gì yếu. Nói vậy chứ tốt rồi. Vì vì bà nào không có mấy ông cả, ông chủ hoặc là hội đồng nữa thì có được bà nhỏ. Vì vậy phải buồn, buồn cho ăn người không ngon. Nói tiếng khóc lên rồi, ông thầy có mặt hay quá. Rồi thầy để trước, bây giờ báo trước cho. Thì nói giờ tôi chỉ bán cho bà một viên thôi. Thúi tôi là thúi dưới lắm, không có bán nhiều. Chỉ bán một viên à, mà viên này bán và uống thử. Nếu muốn bà đi ngay, bà ngủ ngay nha. Ăn được á, thì mai mốt cho bà tìm thôi. Tôi mới bán nữa, chứ giờ không bán thêm. Thúi tôi không có bán nhiều. Dưới như vậy đó. Mà tâm đó có gì lạ là nói để những chất cho mũi ngon. Rồi cái uống một viên thuốc có tối thì mũi ngon quá. Sáng tìm ông thầy. Thì khi tìm ông thầy á, thì tôi lại thích ra bây giờ. Tôi có nhiều thân chủ và tôi đem theo cái vài chục hoàng à. Mà bây giờ bà cần lắm thì tôi dự tình. Tôi để bà chừng 5 hoàng thôi. Mà một hoàng thì giá trị nó chỉ dụ như giá trị chừng 2 đồng nó 20 đồng. Vậy đó, mà thấy uống một viên thầy có mặt tính mà. Mà cho uống một viên thì ngủ được nè. Thì cứ mua, rồi mấy chục đồng được. Mua 20 đồng, rồi bán rồi cho đi tước. Nó không có trở lại nữa. Thì uống rồi đơn đào thì uống. Vì chưa có uống cái thuốc đó, uống thì ngủ được. Và bữa nó quen rồi thì cũng như không. Nhưng mà cái đó, 20 viên là hết bao nhiêu rồi. Đó là cái thuật làm giàu hả? Mà làm giàu nó có gì lạ? Là do biết tâm lý người ta. Chứ không có gì hết. Không có cần phải có tài, nghệ gì. Chỉ cần biết tâm lý đánh tính của bệnh như nói cái ăn tiền. Đó rồi tôi nhớ xa hơn chút nữa. Là mấy cái ông thầy bói. Mấy ông thầy coi tai. Thì tôi cũng có người nghe mà coi tai. Họ nói lại tôi nghe cũng giống giống như vậy đó. Anh nói coi tai. Thiệt ra, anh nói nếu mà coi tai thấy sao nói vậy thì mấy người coi tai đó không có ăn. Nhưng mà thấy, thì không có gì tốt thì nói tốt, thì có gì xấu nói xấu thì những người đó không bao giờ có tiền. Không có ai được thưởng hết á. Giả sử cái tai nó hiện ra cái lành chỉ nào đó, ví dụ như cái lành chỉ tâm lý, mà thấy cái tâm lý người đó là con gieo thứ ba rồi đó, thấy rõ niệm trong cái lòng bàn tay như vậy. Nhưng mà đoán thì phải đoán sao? Nó đoán sao thì có tiền. Chứ nói mà tâm lý đúng sao đó, thì không bao giờ được thưởng hết á. Thấy không? Thì phải đoán cái lành chỉ thì rất là sâu. Cái tâm lý bằng lỏng quá lắm, tối lắm rồi kìa. Đó vậy là mất tí, thử gì. Thầy coi hay quá. Thì đó là tôi nói một hai cái ví dụ vậy đó. Mà nhờ vậy mới có ăn. Thì như vậy thì nếu bà biết, đi coi, đi bói nó là sao? Nó có sự thật không? Đường là nó gạt nhau ăn tiền thôi, cũng có gì hết. Đó là những... Tại vì người ta bị thích cách ngã, cho cái gì mình cứ là hơn. Cho nên cứ thắng lúc mà hồi mà đúng cái bệnh thì tất nhiên mất tiền cho hả, không có tiếc. Thì như vậy đó, để biết rằng cái thế gian, vì chúng ta quá quý cái ngã này, thấp cái ngã này nặng quá rồi, quên cái ngã đó, người ta cứ bài ra những cái chuyện lừa đảo, dối gạt nhau. Do đó mà rồi chúng ta cứ lừa gạt hoài. Thì hãy cho thực tâm lý, nó dạy sống nó có cảm tình với người ta làm sao? Thì bảo biết được cái nhà, dầu nhà xấu nhà tốt vẫn như vẫn như ngồi cái nhìn cái xe thấy cái bàn xe cái bàn chỉ mới là bàn nó đẹp thì khi cái nào nếu mà khen chút chút thì nó có cảm tình với cái nhà. Chứ còn biết được cái nhà cái xấu cái xa quá hay cái bàn vô duyên gì đó thì chắc là không được uống nước nữa, đừng nói được là tiếp đãi nồng hậu. Thì như vậy để thấy rằng thực tâm lý là gì? Làm thực nó gạt, nó dối rồi, phải không? Nó gạt, nó dối để mà được lòng người ta chứ có gì đâu. Thì tại sao được lòng? Tại vì người ta chấp ngã nặng quá đi, phải không?
cái gì mà khen dồi lên thì chịu, cái gì mà chửi lẽ thật thì không chịu. Do đó mà người ta cứ gạt, cứ lừa gạt với nhau là lẽ đó. Như vậy để biết rằng bởi cái bệnh chấp ngã chúng ta nặng nề, bởi chấp ngã như vậy thì cái không phải thật mà chấp là thật. Đó, bây giờ nói không phải thật thì quý vị nghe nó hơi khó nghe. Thân tôi như sờ sờ như vậy, cân thì 40-50 kg, đi đứng đàng hoàng nó không thật thì sao được, phải không? Không thật thì cái gì đấy. Nhưng mà bây giờ mình phải định nghĩa cái gì thật, thế nào là thật. Thật thì cái đó nguyên tự nó có, phải không? Tự nó có và có rất bền lâu thì mới gọi là cái thật. Tự nó có và nó có rất bền lâu thì cái đó là thật. Còn nếu tự nó không có, do cái này cái kia hợp lại rồi mới có rồi lát thì nó giả ra, thì cái đó không phải là thật. Thì phải không? Vì cái gì là thật? Tôi thí dụ như nói là cái món đồ quý đồ đó là thật, như đồ xưa. Ví dụ như cái này là cái bát thật, hay là cái này là cái đồng hồ thật. Thì cái gì mình định là thật á, thì phải nghĩ nó là lâu dài, tự nó có và nó lâu dài. Còn nghĩ cái gì là giả là nó có một chút rồi nó mất, phải không? Cái gì có một chút rồi mất thì cái đó là giả. Nhưng mà cái thật và cái giả đó, thực tình nó ở từng giai đoạn, căn cứ trên cái thời gian mà định nghĩa tương đối thôi. Thí dụ như chúng ta sống được 50-60 năm thì với cái phù du sống ai tới chiều nó chết thì chúng ta cho phù du như là giả dối không thật, phải không? Tạm có rồi mất. Với cái thời gian 50-60 năm nhìn lại cái hạt xương buổi sáng mà động trên cành cây thì như vậy hạt xương động trên những cành cây, những lá cây nặng chữ đó, mặt trời lên thấy nó lấm lánh lá cây nắng hồi cái khô mất. Thì như vậy đối với cái tuổi thọ 50-60 năm với cái hạt xương lấm lánh trong vài tiếng đồng hồ mất thì chúng ta gọi là hạt xương giả, phải không? Nó có tạm rồi mất, còn thân chúng ta là thật. Cái thật đó là đối đãi, cái nào dài lâu thì cho là thật, cái nào ngắn tạm thì cho là giả, thì phải không? Đó là cứ căn cứ trên cái dài lâu và cái tạm bợ, thì cái gì tạm bợ thời gian quá ngắn cho cái đó là giả, cái lâu dài cho nó là thiệt. Đó là căn cứ trên thời gian. Rồi cái thứ hai là căn cứ trên không gian, cái gì thật là cái đó có nguyên thể sẵn sàng như vậy gọi là thật, còn cái gì mà không thật là cái hai ba thứ trùng lại. Ví dụ như hai ba món đồ để ráp là thành đất, nó là đây là đống đồ này nó không thiệt. Tại sao? Vì nó có từng cái ráp lại, nó lấy mỗi cái ra đống đồ đâu có, phải không? Cho nên đống đồ đó nó không thiệt. Còn nếu cái gì một khối thiệt thì cho nó là thiệt vì nó một khối, còn nhiều thứ ráp lại thì nói nó là không thiệt. Tại sao? Vì nó tạm những thứ nó chung lại rồi nó rời ra, chung lại rời ra thì cái đó đâu phải là thiệt. Nó thiệt thì nó phải có nguyên một khối chứ. Thì đó là đúng về mặt không gian mà định nghĩa thật và giả. Bây giờ nói về thời gian thì chúng ta căn cứ trên thân này sống mấy mươi năm, cho nên chúng ta cho cái bóng cái bọt là hư giả, phải không? Thì cái bóng nó chả có là chật nhất, cái bọt nó chả có lá trời nó tan, hay là những hạt xương đầu không có nó là cũng hư giả, hoặc là giấc mộng cũng là hư giả. Những cái đồ mà mấy cái ông mà hát thuật tới họ học thuật ra lá trời nó mất cũng là hư giả. Thì những cái đó cho nên nói là cái gì giả là gì, nó là huyễn, là quá, là ảo thuật chi danh, thì cho đó là giả, còn mình đây là thiệt. Căn cứ như vậy mà nói. Như vậy căn cứ trên thân này thấy những cái tạm bợ thời gian ngắn ngủi đó thì cho cái đó là giả. Và bây giờ nếu căn cứ trên một cái tuổi thọ không bao giờ mất, nó là muôn ngàn vô lượng kiếp không bao giờ mất, thì nhìn lại cái tuổi thọ mấy chục năm này
chỉ có mấy chục năm rồi mất, thì cái vô ngàn kiếp không mất và cái mấy chục năm mất thì cái nào thiệt cái nào giả. Thì như vậy cái mà ngàn mươi năm không mất với một cái mấy mươi năm mất, thì cái mấy mươi năm mất với cái mấy mươi năm không mất, thì cái mấy mươi năm này là giả dối, phải không? Và học nó giả dối nó có thiệt, vì đang thời gian mấy mươi năm so với mấy mươi năm thì mấy mươi năm có nghĩa lý gì? À, vì vậy cho nên cái tạm bợ trong mấy mươi năm mà căn cứ trên cái lâu dài vô lượng á, thì cái lâu dài vô đúng về mặt lâu dài vô lượng đừng qua cái mấy mươi năm thì thấy cái mấy mươi năm là giả dối, là tạm bợ. À, căn cứ trên một cái chưa bao giờ sanh diệt, chưa bao giờ do cái duyên hợp, thì nhìn cái sanh diệt do duyên hợp là giả dối. À, thì như vậy nói vậy thì để quý vị biết trong nhà Phật nói thân này là giả là căn cứ cho cái gì. Nếu như quý vị thì quý vị không có quyền nói thân này là giả. Tại sao vậy? Bởi vì mình biết cái thân này, chỉ biết cái thân này 60-70 tuổi thôi, chứ không biết cái lâu dài nữa, phải không? Và không biết cái lâu dài nữa mà chỉ biết cái thân này, thì thân này mình thấy nó là thiệt. À, cũng như nhớ là chúng ta nói thân này thiệt, cảnh thức là thiệt, cảnh trong mộng là giả. Vì sao? Vì cảnh mộng nó chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ, còn cái cảnh thức thì nó cả mấy chục năm. Cho nên cảnh mộng là giả mà cảnh thức là thiệt. Thì cũng như vậy, nếu chúng ta biết được mình có một cái pháp thân chưa bao giờ sanh diệt, muôn ngàn ức kiếp mà không bao giờ sanh diệt, thì nhìn lại cái thân sanh diệt này, thì thân sanh diệt này là gì? Là giả dối, là tạm bợ, phải không? Cho nên Phật Bồ Tát thấy thân này là tạm bợ, là giả dối. Mai kia mà quý vị nhận ra mình có một cái tánh giác chưa từng sanh diệt, thì tình đó quý vị cũng thấy thân này là giả dối, là tạm bợ. Thì đó là căn cứ trên cái lâu dài nhìn lại cái nhãn mũi, thì thấy cái nhãn mũi là tạm bợ, là giả dối. Rồi căn cứ trên cái duyên hợp, cái không phải duyên hợp thì cái đó là thật, cái do duyên hợp cái đó là giả. Thì cái tánh chân thật của mình không do duyên hợp, mà cái thân hiện giờ của chúng ta mang đây là cái thân do duyên hợp. Như tôi vừa nói đó, nếu nói thân này là thiệt, thiệt thì nó phải tự có, nó khỏi nhờ, khỏi mượn, phải không? Bây giờ hỏi tất cả chúng ta đang sống đây là tự sống hay là đang sống nhờ mượn? Lỗ mũi hít vô thở ra, hít vô là mượn, thở ra là trả. Bây giờ mượn trả, mượn trả, mượn mới sống, trả ra mà không mượn lại là chết. Thì như vậy đó, cái sống chết đó là mượn, mượn trả, mà mượn trả là thiệt hay là không thiệt? Nếu thiệt thì khỏi mượn, phải không? Nó là thiệt thì cần phải mượn cái gì nữa? Mà đã mượn thì làm sao nó thiệt được? Bây giờ quý vị muốn nói thân này thiệt thì quý vị gan dạ đừng mượn đi. Đừng mượn chú đại thử coi. Đừng mượn chú đại từ 1 giờ đồng hồ mà quý vị sống nhăn đó là quý vị thiệt. Còn nếu có mượn mới sống là không phải thiệt rồi, phải không? Bây giờ tất cả chúng ta có ai không mượn mà sống không? Thì như vậy tất cả chúng ta ai thiệt đấy? Vậy thì tất cả chúng ta không ai mà sống một cách tự do khỏi do mượn. Nếu sống tự do khỏi do mượn mới nói mình thiệt. Bây giờ nhờ do mượn, mượn mới sống thì làm sao nói mình thiệt được, phải không? Như vậy mà tại sao cứ dỗ mượn nói mình thiệt hoài vậy? Mình sống do mượn nói mình thiệt, thì như vậy quý vị có lầm không? Thì hai cái lầm mà tôi chỉ, cái lầm thứ nhất là ngay như mình có một cái tánh chưa bao giờ sanh diệt, tuổi thọ vô lượng vô biên, mà mình không nhận ra nó, và chỉ nhận cái thân chỉ mấy như năm này cho là một thân thiệt. Đó là cái lầm thứ nhất. Cái lầm thứ hai là thân này là thân đang giao mượn mà sống, một phút không giao mượn mà đã chết rồi. Thì giao mượn mới sống, thì cái sống đâu phải là sống thiệt, mà mình cứ thấy mình là thiệt. Như vậy không phải sai lầm là gì? Mà cái nhận định sai lầm đó gọi là gì? Gọi là gì?
Cái gì gan nó chỉ thì đúng nghĩa nó coi. Người mà nhận định sai lầm, cứ nhận định sai lầm thì gọi người đó là người gì? Phải là người trí tuệ tuyệt đỉnh chưa? Phải không? Thì nếu mà mình nhận định sai lầm tức là người ngu si rồi, ngu si mới sai lầm, phải không? Ví dụ như đứa bé nó thấy cái này mà nó không biết, thấy cái tốt mà không biết tốt, thấy cái xấu không biết xấu, rồi mình nói đồ ngu, cái này tốt mà không biết này kia, thì mình chê nó ngu gì, nó không nhận định đúng, phải không? Thì mình cũng không nhận định đúng ngay thân mình, mà tại sao mình không chịu mình ngu? Mình nói ngu mình giận, như vậy là tại sao? Bây giờ quý vị thấy cả thế gian này có ai dám nói tôi là kẻ ngu? Có ai dám nói không? Chắc ít lắm. Nghe là ai cũng nói mình không. Nếu có nói tôi là ngu là nói bằng cách lý thuyết luôn thôi. Cái đụng sự đụng vạch rồi. Đối diện với ai mà chê mình ngu là nổi nóng lên liền. Phải không? Do đó cho nên tất cả chúng ta ai cũng ngầm cho mình là thông minh, cho mình là sáng suốt, cho mình là tốt đẹp, cho mình là quý báu, cho mình là trong sạch, cho mình tốt đủ thứ hết. Như vậy cho nên ai nói ngược lại những cái đó đều là ghét họ, đều là giận họ hết. Phải không? Nói ngược lại những cái chấp của mình đều nổi giận lên. Bởi thấy thân này là thiệt cho nên cho nó là quý. Bởi thấy thân này thiệt cho nên cho nó là lâu dài. Bởi nghĩ nó là quý, nghĩ nó lâu dài cho nên người ta mới khởi là cái gì? Nghĩ thân này là thiệt, đó là cái gì? Cái vô minh, phải không? Cái chấp sai lầm, đó là cái từ cái chấp sai lầm đó mới nghĩ thân này là quý, thân này là thiệt, là lâu dài. Bởi nghĩ nó là quý, là lâu dài cho nên nghĩ nó là quý thì phải bảo vệ, phải tinh tiêu, phải kinh dưỡng, phải không? Bảo vệ, tinh tiêu, kinh dưỡng. Mà muốn bảo vệ kinh dưỡng đó thì phải sao? Ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ngủ phải cho giường cho cao, cho rộng, nhà cho sang, che cho lộng lẫy, vân vân và vân vân. Tất cả cái gì cũng phải làm cho đủ những cái nhu cầu để mà kinh dưỡng nó, phải không? Đó là tại vì thấy nó quý mà, nó là quý, là nó phải tất cả cái gì cũng phải kinh dưỡng xứng đáng như cái quý của mình. Đó là mà khi mà nghĩ tới những cái đó, muốn cho được xe hơi, muốn cho được nhà lầu, muốn cho được ăn ngon, muốn cho được mặt đẹp. Bây giờ mình có cái món ăn đó lý đáng được ăn ngon đó, mà ai ngăn không cho mình ăn đi sao? Rồi định đùng đùng lên đó. Mình muốn mặc cái đó đẹp mà người đó không cho mình sống cái đó thì sao? Định đùng đùng lên. Như vậy thì muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp đó gọi là gì? Gọi là tham, phải không? Muốn giàu có sang trọng đó là tham. Mà tham không được thì sân. Như vậy thì tham và sân nó có thì là do cái gì? Do cái si mê chấp cái giả làm cái thiệt, phải không? Ngay cái thân này, bởi chấp lầm thân này mà người ta phải tham lam, tham lam rồi sân hận, mà có tham có sân rồi thì tạo nghiệp vô cùng, phải không? Đó thì quý vị thấy xét kỹ về thân thì chúng ta thấy tất cả chúng ta đều lầm, ai cũng lầm với ai chứ không ai khỏi lầm. Bây giờ phải xét kỹ đi, làm sao chúng ta đừng lầm nữa. Nếu không lầm thân rồi, tức là không thấy thân là quý thì không tham cho thân, không tham cho thân thì không sân khi những cái mình muốn mà không được. Thì như vậy thì quý vị thấy hiểu chỗ đó, quý vị mới khỏi có nghi ngờ. Khi quý vị đọc kinh Phật, đọc kinh Phật thì thường thường quý vị thấy trong kinh Phật luôn luôn Phật nói thân này sao? Thân này là vô thường, phải không? Tức là nay còn mai mất, không có bảo đảm lâu dài. Đó là cái thứ nhất. Thân này là giả dối, nhân duyên hòa hợp không thiệt. Thân này là ô uế, bất tịnh. Thân này chỉ là một ổ vi trùng vân vân. Thì những cái điều Phật nói đó là đúng sự thật hay không? Quý vị xét là đúng sự thật không? Thân này là tạm bỡ vô thường. Bởi vì có khi cái sự chết sống ở đâu có cố định. Bây giờ còn thở thì còn sống, lắc nó hết thở là chết rồi. Thì không phải nó vô thường là gì?
thân này là do duyên hợp dai mượn đó, thì như vậy thì không phải là giả dối là gì. Thân này là ô uế bất tịnh, là nếu mà nó là trong sạch á thì luôn luôn mà. Ví dụ tôi ví dụ như là trong một cái bình chứa toàn là nước hoa, thì cái bình đó nếu là ta dùi một lỗ nhỏ xíu cho nó chảy nước ra thì cái nước ra sẽ nghe sao? Nghe thơm, thấy không? Nghe dùi bao nhiêu lỗ thì ra đều là cái mùi thơm hết. Còn nếu cái bình đó mà dùi chỗ nào đều ra cái hôi thối hết thì quý vị nghĩ cái bình nó chứa cái gì? Chứa gì? Quý vị thấy trả lời coi, nếu dùi chỗ nào ra đều nghe hôi thối hết thì trong bình nó chứa cái gì? Thì tự nhiên là cái bô rồi, phải không? Nếu cái bô thì tất nhiên dù thế nào mới chảy ra cũng nghe hồi thúi hết. Còn nếu là chứa nước hoa thì dù thế nào ra cũng mùi thúi quá. Mà bây giờ ngay cái cơ thể này, mấy cái chỗ mà nó định chảy ra, quý vị kiểm lại coi có chỗ nào thơm, thơm như nước hoa không? Thì đó là tôi nói thẳng sự thật đó. Thì Phật cũng nói thẳng sự thật như vậy. Mà tại sao mình sợ? Bây giờ mình cứ mình kiểm lại, xét ngay thân mình cho mình biết nó liền, khỏi cần ai mà giải thích nữa. Tôi xét nếu mà tất cả ở trong nó chứa đồ tốt, đồ quý, đồ thơm tho, thì nó chạy dịnh ra đâu là thơm tho tới đó. Ở trong nó chứa cái gì đó mà bây giờ nó ra không thơm tho thì biết rồi. Cho nên chúng ta tu hành là phải nhận sự thật. Mà nếu như vậy thấy là mình đang chứa cái thứ không thông tho, mà giờ mình lỡ đang chứa cái không thông tho mà đi đâu con quải nó theo thì sao? Có hổ thẹn hay không? Hay là tự cao tự đại? Nếu mà đi đâu mà cũng mang sau lưng cái bồ thì quý vị, như vậy thì chúng ta có quan niệm là sang là quý là một quan niệm hết sức sai lầm, phải không? Mà nếu chúng ta tự thấy mình không sang không quý, mình là một cái bô trá hình, thì như vậy quý vị ham có nhiều bô không? Nếu trong nhà mà chứa nhiều thì nghe khó chịu, phải không? Thì cái đó cũng là một sự thật. Nếu mà quý vị đi tới mấy cái chỗ nào mà dân chúng tập trung nhiều chừng khoảng vài ngàn người, mà chỗ đó thiếu nhà vệ sinh, thiếu nhà tắm đồ đó, thì chúng ta để vài ngàn người đó ở trong một khung đó chừng 10 bữa nửa tháng, chúng ta lại đó nghe cái gì? Thì như vậy rõ ràng nơi con người của chúng ta nó là nhốt chúa, nó là giả dối, nó là vô thường, mà chúng ta chấp ngược lại không? Thấy không? Chấp ngược lại không? Cái nhớt nhớ là cho nó là sang quý, cái vô thường là tưởng là lâu dài, rồi cái tạm bợ giả dối cho nó là chân thật. Đó, chấp ngược như vậy không phải là si mê là gì? Thấy không? Mà nếu chúng ta hằng nhớ như vậy đó, tức là chúng ta tỉnh, chúng ta giác. Còn nếu mà quên đi, cứ ra cái quên, thấy ai cái quên, cứ nghĩ mình là đẹp, mình là quý thì kia, đó là đã quên rồi, quên sự thật rồi, phải không? Mà nếu quên sự thật thì tất nhiên có cái chấp ngã, có tự cao lên. Mà nếu chúng ta hằng nhớ sự thật thì chắc ai chê chúng ta đều cúi mặt mà xin lỗi không à, chứ không có bao giờ dám ngưỡng đầu lên mà cãi với thiên hạ, phải không? Thì nếu chúng ta thấy được sự thật về chúng ta, về con người chúng ta, thì tự nhiên bao nhiêu cái kiêu ngạo, cái phách lối, những cái mà tham lam vân vân về nó mình giảm xuống liền. Còn nếu không thấy sự thật đó thì bao nhiêu cái tham lam kiêu ngạo theo đó nó sạch. Thì quý vị thấy nhận định đúng đó, thì cái tu hành dễ ở thật, phải không? Nghĩa là phá được cái si thì cái tham không có, mà tham không có thì sanh đâu còn. Bởi vì sở dĩ mà bị cái si này đó, cho nên cái tham nó cứ tràn trề,
mà tham nhiều thì thắng nhiều. Quý vị thấy những người mà thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng xin, mà nếu muốn xin đều được như ý thì ngang đó họ dừng chưa, thì cứ muốn xin hoài, nhiều khi cứ xin đổ đầy nhà cũng cứ xin hoài. Còn hoặc giả muốn xin mà xin không cho, muốn không được thì sao? Nổi giận người coi như là thế gian là kẻ thù của mình hết, phải không? Đó. Thì như vậy người ta sẽ đau khổ mãi mãi nếu người ta không nhận ra được lẽ thật nơi mình. Mà nhận được lẽ thật nơi mình, thấy đúng lẽ thật đó, và cái thấy đó bằng cái gì? Bằng trí tuệ, phải không? Còn không chỉ nhận lẽ thật nơi mình mà cứ chấp biến sai lầm đó, thì đó là cái tình cảm sai lầm, tình cảm của si mê, chưa phải không? Thì như vậy hiện giờ hầu hết chúng ta đang sống trong cái tình cảm si mê, chứ không có trí tuệ gì hết. Nếu có trí tuệ là chúng ta thấy lẽ thật nơi mình, mà mình không thấy lẽ thật nơi mình thì trong gì thấy lẽ thật ở ngoài được. Nghe nơi mình một cái thân mình đưa mang mà không hiểu gì về nó hết, thì làm sao hiểu tất cả những cái khác? Cho nên bởi người ta không hiểu, không thấy lẽ thật về thân của mình, cho nên rồi những cái xung quanh của họ, ví dụ chấp mình rồi thì cái vật của mình cũng chấp, rồi cái gì thuộc về mình thì chấp hết. Cái nhà của mình, con cái của mình, rồi đồ đạc của mình. Mà nhà của mình, con cái của mình, đồ đạc của mình, muốn người ta khen mình thì muốn ta sao? Khen con cái mình, khen nhà cửa mình, khen đồ đạc mình, phải không? Đó, thì từ cái chấp mình muốn khen mình rồi nó ra, lan ra. Cho nên nó lối xóm để lộn hoài vì con là tại sao? Thì ai cũng binh con mình, thấy không? Con mình là phải, con mình là hay. Hàng xóm có nói động tới cái mình nổi giận, cái mình muốn chỉ lộn đó. Thì đó là tại chấp mình, rồi chấp tới con cái mình, rồi chấp tới nhà cửa mình, chấp tới đồ đạc mình. Ai mà chê cái chị sắm món đồ xấu quá cái là buồn rồi, phải không? Nghĩa là chê cái trong nhà không có kiểu dở gì hết cũng buồn rồi. Thì như vậy từ cái chấp ngã về thân, rồi chấp ngã về sự vật, nó cứ lan rộng hoài đó. Thì từ cái sai lầm về con người, rồi sai lầm tới những cái chung quanh nó. Cho nên người học đạo là người phải tìm lại lẽ thật, thấy được lẽ thật chính nơi mình. Bản thân mình thấy được lẽ thật rồi thì cái xung quanh mình từ từ mình cũng thấy được lẽ thật. Mà thấy được lẽ thật tức là bớt tham, bớt sân. Thì như vậy thì quý vị thấy tu cái công phu tại chỗ nào? Tức là tại chỗ mở trí tuệ cho chúng ta thấy được lẽ thật. Đó là phá vô minh quý vị. Phá vô chi, phá vô minh. Phá cái sai lầm chấp ngã về thân, thì tự nhiên chúng ta hết tham về thân, hết ngạo mạn về thân, và chúng ta hết tham lam những sự vật xung quanh chúng ta nữa. Như vậy thì hiểu được như vậy, sống giải tức là tu rồi, phải không? Mà tu đó khỏe hay mệt? Còn thay vì quý vị đi đâu cũng tụng chú, cũng tụng kinh hoài mà là thấy mình thiệt, thấy mình là quý, thì ai động tới cái nỗi giận lên, rồi thấy cái gì cũng muốn đem về mình hết. Thì như vậy cái lòng tham không hết và cái sân hận không hết. Bây giờ quý vị dùng trí tuệ thấy lẽ thật nơi mình rồi á, thì tự nhiên cái tham nó giảm xuống, cái sân theo đó nó ít đi. Đó là tu chứ gì, phải không? Tu hết sức là nhẹ nhàng thảnh thơi, chỉ cần biết đúng lẽ thật thôi. Và biết đúng lẽ thật thì tham sân theo đó nó giảm. Chứ bây giờ cái dạy khi nào mà nóng nổi nóng lên á thì lấy ly nước lạnh uống cho nó giảm xuống. Thì như vậy thì uống lát nó giảm ra thấy mặt ta giận nữa, rồi uống hoài ta thấy không, nó đầy cả bụng là sao uống nổi. Chỉ có biết rằng thân này nó là giả dối, nó đã giả dối thì cái danh dự, cái tên tuổi của nó cũng là giả dối, có gì quan trọng mà chấp, mà không chấp thì còn gì thân, phải không? Hiểu đúng lẽ thật đó rồi thì nó giảm nhẹ nhàng. Thì như vậy quý vị thấy tôi dạy đạo nó khác, phải không? Nó không giống như bao nhiêu người khác. Bảo cái gì bớt tha, bớt sân mà không cấm, không ngăn gì hết, mà chỉ nhận đúng lẽ thật đó, dùng trí tuệ thấy đúng lẽ thật rồi thì hết. Ví dụ như giờ quý vị hằng thấy mình đang mang cái bô đây, mang bô đi sau lưng mình đó, đưa hồi đình đó, ai cũng rốt cũng ghê đó, thì quý vị có ngã mạn không?
nó cho ta đây là hơn thiên hạ hết không? Nhớ mình đang mang cái bô thì không bao giờ dám thấy mình hơn ai hết á, phải không? Thấy ai cũng muốn cúi đầu muốn trốn đi, sợ họ nghe hôi rồi họ chê. Thì như vậy thì còn gì ngã mạn nữa, mà sở dĩ chúng ta ngã mạn là cho vì người ta là giả dối, từ cái giả dối rồi thêm giả dối, cái thân này nó đã dứt dứa nhưng mà ráng tắm lửa từ lao cho nó khá khá rồi muốn gạt thiên hạ nữa thì sao? À, kiếm gì bôi vô cho nó có cái mùi khá khá dễ tho dễ chịu, phải không? Thơm tho rồi cái đi trò ta là thơm tho cái nhậu ngã mạng lên đó. Thì tự tự mình dối gạt mình rồi dối gạt thiên hạ rồi thêm cái bệnh chấp ngã mạng nữa, cho ta là hơn, ta là sạch sẽ, ta là thơm tho rồi kia. Cái sự thật quá quá tan là cái bản chất nó không có thơm tho không sạch sẽ gì hết, phải không? Nếu có thơm tho sạch sẽ chỉ là cái giả dối phụ quả bên ngoài thôi đó. Lẽ thật của nó là như vậy. Thì nếu chúng ta thấy đúng bản chất của nó thì cái tâm ngạo mạn làm gì còn đó. Mà chẳng những tâm ngạo mạn không còn mà cái lòng mà yêu mến những cái người, ví dụ mình đang mang cái bô mình khổ sở gần chết và thấy có cái bô nào đi gần mình nữa sao mình cũng ngán, mình cũng sợ gần chết, phải không? Thì đâu có ham nữa mà đi kiếm đi rủ đó. Thì như vậy tức là mình đã phá được cái tham riêng của chính mình bản thân rồi, còn cũng không có tham những cái khác nữa. Thì đó là cái lòng mà ái dục lần lần nó suy giảm, đó là do cái lẽ thực tự mình thấy. Rồi kế đó nữa là nếu mà thấy thân này là giả dối, là tạm bỡ, là vô thường, thì còn có nghĩ gì mà đời đời cứ nghĩ là mình phải có nhiều của để sống trăm năm hay cái gì cũng trăm năm thì mình không còn cái đó nữa. Thành ra giả sử mình có tiền dư thì bạn bè huynh đệ thiếu thì chia sẻ với nhau, ai không đợi đây mà cứ để dành tấm nắm, phải không? Sẵn sàng giúp đỡ nhau, tương trợ nhau mà không có tiếc, không có nghĩ. Còn người mà cứ nghĩ mình tấm nắm thì cái gì cũng góp vô, dồn vô tủ, phải không? Dồn tủ để sống tấm nắm mà. Chứ còn nếu mình thấy cuộc đời tạm bợ thì bây giờ mình có bạn bè không có thì cứ giúp người ta cùng sống tạm bợ với nhau thì nó đẹp biết chừng nào, phải không? Hiểu như vậy rồi thì tình thương nó tràn hết. Mình sống tạm bợ, mọi người tạm bợ, trong cái tạm bợ này phải nâng đỡ, phải giúp với nhau. Nó đã khổ quá rồi, bản chất của nó là vô thường, là nhớt nhúa rồi mà còn làm khổ nhau chi nữa. Ráng giúp đỡ nhau cho tốt, cho đẹp hơn, an ủi nhau trong cái khổ này nữa, phải không? Biết thanh tạm bợ thì còn cố chấp chi cho lâu dài. Cho nên vì hiểu đạo đúng như vậy đó, cho nên chúng ta mới thương nhau, mới đùm bọc nhau, mới giúp đỡ nhau, mới chia sẻ nhau mà không có cái kiếp, không có cái sợ hoảng sẻ. Còn nếu không biết như vậy cứ nghĩ mình sống trăm năm thành cái gì cũng gom vô tủ mình hết để dành đời đời đó, rồi do đó mà trở thành ra kẻ xấu xa gom nhóp rồi tất cả dồn cho mình. Mà dồn được nhiều chừng nào là ngã mạn chừng ấy, rồi lại coi những người xung quanh là thường vân vân. Đó là cái gốc của tội lỗi. Vì vậy cho nên cái người hiểu đạo thì phải biết cho rõ cái lẽ chúng ta thấy thân này nó là vô thường, thân này nó là nhớt nhúa, thân này là tạm bợ, nó có đây rồi mất chứ không có thường, thân này là thân gia mượn không có lâu dài. Biết rõ vậy, nhận đúng vậy là quý vị đã có trí tuệ, phá được một phần ngu si rồi đó. Mà có trí tuệ đó là quý vị có đạo đức liền, phải không? Tôi không dạy quý vị tu, quý vị cũng đã biết tu. Còn giờ dạy tu với mà không chịu nhận đúng vậy thì cũng không thể nào tu được. Đó là nói về thân. Mà chính cái thân này thì thôi để nói cho thiệt hết về thân. Vì thế này là một cái bệnh nó nặng lắm, bệnh đương đời chứ không phải bệnh một đời. Bởi vì khi mà chúng ta làm chấp thân này là mình rồi thì bên cạnh cái chấp thân nó còn chấp của cải, chấp sự nghiệp, chấp đủ thứ hết. Cho nên phá được cái chấp thân thì chấp của cải, chấp sự nghiệp sau đó nó giảm đi đó, nó rõ ràng vậy. Rồi thêm một cái nữa, quý vị thấy khi chấp thân này là mình rồi á, mất nó cái thì mình sao? Chấp thân là thiệt là quý thì mất cái thiệt quý đó, mình phải sao? Phải tìm kiếm, phải không?
mất cái quý thì đâu có thế nào mà làm thánh được, cho nên phải tìm nó đó. Như vậy mất thân này để chụp thân khác, mất thân khác chụp thân khác, cứ như vậy gọi là luân hồi đó. Cứ kiếp kiếp đời đời đi trong luân hồi vì chấp thân đó. Thân là thiệt, thân là quý, bởi chấp nó là thiệt là quý cho nên mất nó là mình không chịu nổi, dành mất nó đã là khóc rồi, phải không? Nghe nói khóc chết cái là từ từ rưng rưng nước mắt rồi, phải không? Như vậy thì khi mất nó hẳn thì tự nhiên phải chụp, phải kiếm. Cho nên nói rằng cái niệm tiền thân bùng dậy mãnh liệt, tức là khi sắp mất thân này thì cái niệm tiền thân nó bùng dậy mãnh liệt. Bởi bùng dậy mãnh liệt cho nên nó mới chụp cái khác làm thân. Nhiều khi chụp nhầm cái đồ xấu xa mà cũng gắn chịu nữa. Do đó mà luân hồi hoặc là trong các điềm dữ những cái thân xấu xa, bởi vì sợ mất, nó đang chế giới cho nên nó mới tìm, tìm gốc. Mà tìm gặp cái gì thì bám cái nấy, bất kể. Ví dụ cũng như chúng ta đi ra ngoài biển vì sợ chết cho nên chiếc thuyền chìm. Chìm thì sao? Thì giờ nếu chúng ta đang bơi gặp cái gì chúng ta ôm lấy cái gì, phải không? Dầu cho một cái thây thúi mà nó nổi lùng bình chúng ta cũng níu được nữa. Bởi vì khi mà đã có sợ chết rồi thì gặp cái gì cũng có thể níu được hết. Do đó cho nên nghĩa là khi mất thân này rồi, do cái niệm mà quý thân, ham thân đó, chúng ta tìm thân liền. Mà nếu không gặp cái tốt thì nắm cái xấu, do đó mà đi trong luân hồi. Có khi thì được thân tốt đẹp như các quả trời, khi được thân xấu xa. Nhưng mà cái được đó là cái ngẫu nhiên hay là do cái gì? Tức là khi mất thân này rồi thì tự nhiên lúc đó do cái niệm mà tìm thân gấp đó. Vì vậy mà nhớ cái nghiệp lành đó thì liền thấy những cái cảnh lành để mà tìm vào, cho nên được cái thân tốt. Nếu cái niệm dữ thì nó thấy cảnh dữ tìm vào để được cái thân xấu, do đó mà liền đi thân, hoặc là làm người làm trời, có khi địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, tùy theo cái nghiệp thiện ác của mình trong hiện tại. Thì quý vị thấy chính vì sợ mất thân đó mà chúng ta phải tìm thân, mà tìm thân cho nên mới khó thân sau đó. Bởi sợ mất thân cho nên tìm thân, mà tìm một cách bất chợt gặp cái gì chợt cái nấy, do đó cho nên không có lựa chọn, phải không? Bởi không lựa chọn cho nên quý vị thấy hiện giờ có khi mình làm mang cái thân lúc mà mình tự không hài lòng cái thân này nữa, mà cũng phải chịu được. Có khi thấy kỹ nó mình không hài lòng nó mà là cũng phải gắng chịu, cái chịu là cũng bỏ lê qua rồi cũng vui cũng thích. Thế thiệt ra thì cái thân này mình đâu có hài lòng. Nếu mà biết lựa chọn phải lựa cái thân sao mà đủ 32 tướng tốt như Phật vậy đó, phải không? Cái thân này 32 tướng nó có 1-2 tướng, có khi không có tướng nào nữa, thì tội gì mà lựa cái thân xấu vậy? Mà tại vì gấp quá lựa chọn không kịp, nó lựa chọn không kịp cho nên mang cái thân bất chợt gì đó, nó ra cái gì chịu cái nấy. Do đó mà có kẻ được thân tốt, người được thân xấu vân vân. Thì đó là tại vì cái sợ mất thân. Còn Bồ Tát á, mà ra đời các ngài cũng thân như chúng ta, nhưng mà các ngài không có chấp ngã, không có chấp thân, không có quý thân, nhưng mà vì thương chúng sanh muốn tới đó độ họ do cái nguyện. Cho nên rồi các ngài chọn lựa chỗ nào có cha mẹ tốt, rồi chỗ nào để mà có cái thân tốt, ra đó cái đủ tướng tốt rồi giáo hóa người ta. Thì đó là phải chọn lựa. Còn mình đây là không có chọn lựa gì hết. Tại sao chọn lựa? Tại vì chấp ngã sợ mất chứ. Mất là chứng gặp là chụp liền, do đó mà không có chọn lựa. Bởi không chọn lựa cho nên được tốt cũng nhờ, được xấu là chịu. Nhưng mà lỡ tốt lỡ xấu thì giờ cũng thêm cái chấp thứ hai nữa, tính là cho nó quý hết rồi, phải không? Dầu cho nó bị những cái bệnh tật gì mà thiếu sót thương người ta cũng vẫn quý nó như thường, chứ không bao giờ dám coi thường nó, không dám khinh rẻ nó. Thì như vậy để thấy cái thân này lỡ bám vào nó rồi lúc nào cũng quý. Đó là cái niệm sai lầm trước, rồi nuôi cái niệm sai lầm hiện giờ, niệm sai lầm hiện giờ nuôi cái niệm sai lầm mai kia. Như vậy cứ đời đời sai lầm. Vì vậy mà nói vô minh cho nên mới là cái gốc của luân hồi sinh tử đó. Cái niệm sai lầm đó là vô minh, mà nó là cái gốc của luân hồi sinh tử. Bây giờ chúng ta biết rõ nó là giả dối không thiệt, là vô thường tạm bợ vân vân, thì chúng ta lại xem thường nó, lại xem thường nó. Cho nên mất thân này rồi thông thả để chọn lựa chỗ nào đủ duyên đủ phước ta tới đó, thì đó là chúng ta có chọn lựa đó, không đóng giáp nữa. Thì như vậy tức là
bất thành chúng ta thành Bồ Tát con rồi. Nghe tu sơ sơ mà thành Bồ Tát con rồi. Mà thiệt là Bồ Tát là gì? Là hữu tình giác. Hữu tình giác, giác là thấy đúng lẽ thật, phải không? Thì gọi là Bồ Tát. Bây giờ quý vị thấy đúng thanh này đúng lẽ thật đó, thì quý vị đó Bồ Tát con cái gì? Thì quý vị có quyền chọn thanh ở Mai Hậu, không có gì lạ hết. Thì như vậy quý vị thấy trên con đường tu hành, trên con đường luân hồi, chúng ta có thể có quyền chọn lựa luân hồi chỗ nào tốt và luân hồi chỗ nào hay. Còn không thì chúng ta cứ gấp gáp mà chụp những cái xấu rồi khổ sở hoài hoài. Từ cái mê lầm thứ nhất tới cái mê lầm thứ hai, cho tới cái mê lầm không biết tới đâu cùng hết. Thì như vậy để thấy cái sự tu hành á, dí ở chỗ nhận đúng lẽ thật. Mà nhận đúng lẽ thật là trí tuệ à, trí tuệ tức là giác cái gì. Thì như vậy quý vị thấy, tôi chỉ nói cho một cái giác nhỏ xíu về cái phần vô minh thượng này thôi. Vô minh thượng có hai phần. Một là cái vô minh thượng chấp về thanh, cái vô minh thượng chấp về tâm. Mà mới nói cái vô minh chấp về thanh đó, mà mình giác được đừng lầm nó thì đã tiến bộ khá nhiều rồi. Huống nữa là kể cả hai cái. Thì thôi chuyến sau sẽ nói tiếp cái thứ hai. Nhưng mà tôi thưa quý vị biết, ngày 30 tới đó, là tiếp cái phần vô minh thượng ở đoạn trước. Bây giờ tới cái phần chấp tâm làm ngã. Chấp tâm làm ngã cũng là thông bệnh của mọi người. Mọi sự phân biệt, suy tư, nghĩ tưởng, cảm thọ, cái nào cũng nhận làm ngã hết. Tôi phân biệt thế này, tôi suy tư thế kia, tôi nghĩ tưởng thế nọ, vân vân. Thừa nhận những cái ấy là tâm của chính mình, chấp cái suy tư, nghĩ tưởng, vân vân làm mình rồi, lúc nào cũng cho nó là đúng, tận lực bảo vệ nó. Ai chấp nhận nó thì chúng ta thương, ai phản đối nó thì chúng ta giận. Xong cái suy tư nghĩ tưởng của ta không chắc đã trùng hợp với cái suy tư nghĩ tưởng của kẻ khác. Vì mỗi chúng ta môi trường sinh hoạt khác nhau, do vọng tưởng do khuân tập mà có. Đã không trùng hợp mà mỗi bên đều cho là đúng thì sự tranh chấp đối kháng không thể nào tránh được. Sự đối kháng với suy tư nghĩ tưởng vân vân được mệnh danh là ý thức hệ, tuy nhỏ nhiệm song mãnh liệt và khốc hại hơn đấu tranh vật chất. Cố chấp bảo vệ ý niệm nghĩ tưởng của mình là bệnh chung của nhân loại. Do đó mọi người sống chung nhau mà ít ai chịu chấp nhận nhau. Đã không chấp nhận nhau, làm gì có tình thương chân thật đối với nhau. Đây là mối đau khổ muôn kiếp của con người, không sao giải tỏa nổi. Từ cái si mê chấp suy tư nghĩ tưởng vân vân làm mình, khởi lên cái tham lam bảo thủ ý kiến mình, nổi sanh chống đối mọi ý kiến khác, tạo nên mọi thù hằn đau khổ cho nhau đời đời kiếp kiếp. Tóm lại, cái si mê chấp thân làm ngã tạo thành thói xấu, thích khen, ghét chê, tham sống, sợ chết, tham mê ngũ dục, gây nghiệp, thọ khổ không cùng. Cái si mê chấp tâm làm ngã gây nên bảo thủ ý kiến, tranh chấp, đối kháng, làm tan biến tình thương, đưa nhân loại đến chỗ thù hằn đối địch. Trong kinh nói, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp thọ khổ, quanh quẩn không cùng, hoặc tức là vô minh thượng này vậy. Cái đoạn này khi trước giảng còn ít, nhưng chúng tôi không thể ráng cho rồi là bởi vì nó quan trọng. Chúng ta thấy rằng cái chấp thanh làm ngã, tức là làm mình đó, thì cái chấp đó nó là cái bệnh chung của tất cả người, dù cho trí thức hay bình dân đều chấp như vậy hết.
nhưng mà đến chấp tâm làm ngã này cũng không khác, tức là người trí thức, người bình dân cũng đều chấp tâm làm ngã. Mà đã chấp tâm làm ngã thì quý vị thấy cái bệnh của nó trầm trọng vô cùng. Nhưng mà cái bệnh đó có thể nói tất cả chúng ta đều giống hệt nhau. Thưa quý vị, tất cả quý vị hàng ngày nói tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia, thì tâm quý vị là cái gì? Có phải là cái hằng suy nghĩ của mình đó không? Chắc là ai cũng nghĩ cái mình hay suy nghĩ đó là tâm mình, chứ phải không? Nói cái hay suy nghĩ là tâm mình, thì cái hay suy nghĩ đó, quý vị nhớ, nó vừa suy nghĩ cái này rồi đổi qua suy nghĩ cái khác, suy nghĩ cái khác rồi đổi qua suy nghĩ cái khác, nó đổi thay luôn luôn. Khi thì nó thương, khi thì nó giận, khi thì nó yêu, khi thì nó ghét, chứ phải không? Nó không dừng ở một vị trí nào hết. Thì nếu cái đó là mình á, thì mình là cái nào? Cái thương là mình hay cái ghét là mình? Cái giận là mình hay là cái mến yêu là mình? Thì như vậy tự nhiên chúng ta thấy trong tâm niệm chúng ta đổi thay luôn luôn, không một phút giây nào dừng. Mà chẳng những đổi thay thôi, mà bây giờ quý vị trong khi bình tĩnh tìm lại coi cái tâm nghĩ suy nó ở chỗ nào, thì thử quý vị tìm chỉ giùm tôi coi nó ở đâu. Thử mỗi người tự tìm thử coi cái mà mình gọi là tâm đang nghĩ suy của mình đó, tìm cái nó ở chỗ nào. Là khi vừa tìm nó thì tìm không ra tâm tích, mà đã tìm không ra tâm tích thì nói nó thiệt được không? Cái gì thiệt? Ví dụ như có người khách vào nhà mình, hỏi giờ người khách ngồi chỗ nào hay là ở đâu, thì mình có phải chỉ liền, phải không? À, người khách hoặc ngồi ở bộ ngựa, hoặc ngồi ở trên ghế, hoặc ở chỗ nào đó, mình có thể chỉ được. Còn nếu thiệt cái suy nghĩ là tâm mình, thì bây giờ có người hỏi tâm mình ở đâu, thì quý vị chỉ dùm coi ở đâu. Mà nếu không biết ở đâu thì làm sao nói nó là thiệt? Nếu nó thiệt thì phải có vị trí, có chỗ nơi, phải không? Giờ tìm vị trí, tìm chỗ nơi không có thì nói nó thiệt được không? Như vậy mà nghĩ cái là chấp. Tôi nghĩ là đúng đó, phải không? Nếu ai cãi lại thì người đó là người mình không thương. Thì như vậy, tại sao cái không thiệt, cái luôn luôn đổi dời mà mình lại chấp vào đó cho là mình? Mà tôi đưa ra hai điểm để quý vị thấy cái lỗi lầm. Điểm thứ nhất, nếu là mình thì mình á, thì quý vị có cảm nhận mình là một cái khi có khi không, khi còn khi mất, hay là mình là cái chân thật từ trước đến giờ? Mình là cái bóng dáng hay là mình một cái có thể chất, có cái hình thức rõ ràng? Thì nếu mình thì quý vị tự thấy, nếu chấp mình luôn luôn mình nghĩ là trước từ hồi thuở bé là mình, cho tới thành trung niên hay tráng niên cũng là mình, bây giờ tới lão niên cũng là mình, có phải không? Từ thủy chí trung đều là mình. Như vậy mình là từ trước đến giờ là mình luôn luôn, chứ không có đổi thay. Mà bây giờ cái tâm đó đó, quý vị thấy nó đổi thay luôn luôn. Khi thì mang mặt hiền lành như ông Phật, thì khi thì nó mang mặt nanh vuốt như con yêu, phải không? Thì như vậy mình là cái gì? Thì mình là cái nào đó? Rồi khi nói là mình là phải chấp nhận mình có một cái tướng trạng chắc chắn, chân thật. Nhưng bây giờ cái tâm đó nói là mình, giờ tìm lại không có tướng trạng, nó mất tiêu, mất tâm, mất dạng, không biết chỗ nơi, không biết cái trí điểm nó chỗ nào hết. Như vậy mình là cái rỗng không hay sao? Thì như vậy nếu chấp cái tâm đó là mình á, thì tự nhiên thấy có hai cái lỗi. Cái lỗi từ thủy chí chung là mình thì là một, thì cái tâm đó không phải là một rồi, chứ phải không? Nó đổi mà thay mặt luôn luôn rồi sao một được? Thì như vậy cái tâm đó là mình rồi. Cái thứ hai, mình là một con người có hình thức cụ thể. Thì nếu tâm nó là thiệt tâm mình á, thì nó cũng phải là cụ thể. Nhưng bây giờ tìm lại nó mất hết trơn.
thì làm sao gọi là mình được? Đó là cái điểm thứ nhất, chấp mình như vậy là sai lầm rồi. Điểm thứ hai, chính chấp mình, tâm đó là mình. Rồi thêm cái bệnh, chấp tâm là mình rồi thì mình phán là cái gì? Tức là mình vừa nghĩ một cái điều gì thì cứ cho cái nghĩ là đúng, là chân lý. Thì quý vị nghĩ cái tâm đã là giả dối, chợ có chợ không, không hình không dáng, mà cho nó là cái nghĩ chân lý, thì quý vị nghĩ có chân lý được chưa? Nếu là chân lý thì cái đó vĩnh cửu, thường hằng, không đổi thay thì mới có thể là chân lý. Mà cái bản chất của tâm là một cái tạm bợ, chợt sanh, chợt diệt, luôn luôn là đổi thay. Mà cái hằng đổi thay đó, nói nó nghĩ, nó xét là đúng chân lý thì quý vị tin không? Mà đã không tin nó nghĩ đúng chân lý, tại sao bắt người ta phải nghĩ giống như mình? Nếu ta nghĩ sai mình, cứ mình giận người ta đó. Thì quý vị thấy chính cái chỗ đó mà làm cho con người đau khổ. Ví dụ trong gia đình, người vợ, người chồng, người chồng nghĩ thế này là đúng, người vợ nghĩ thế khác là đúng, hai người không giống nhau. Mà khi hai cái tư tưởng không giống nhau đó, thương nhau được không? Hay là sẽ cãi lộn gầm gầm đó. Thì như vậy, từ cái không nghĩ không giống nhau thì chúng ta có cái đối nghịch nhau. Mà đối nghịch tức là thân thận. Rồi cha và con là cái tình thân nhất, nhưng mà cha nghĩ thế này, con nghĩ thế khác, cha con nghĩ giống giống nhau, có thương nhau được không? Như vậy nếu chấp nghĩ đúng mới thương á, thì quý vị thấy ở thế gian này tìm mấy người nghĩ đúng giống hệt như mình? Quý vị thử tìm có người thứ ba, thứ tư nào nghĩ giống hệt như mình, cái gì mình nghĩ người đó cũng nghĩ giống, giống yên như khuôn đúc, có không? Nếu có giống chăng thì giống chừng 60%, phải không? 60% giống đó là quá tri kỷ rồi, phải không? Chứ cần đòi 100% thì không bao giờ có. Mà có một hai điểm nghĩ không giống mình, rồi mình chấp cái nghĩ của mình là chân lý, người khác nghĩ không giống mình, cái mình hơi hận liền, phải không? Mình buồn, mình tức. Thì như vậy kiểm điểm lại thế gian này mình có mấy người đáng cho mình thương? Nếu nghĩ không giống mình không thương, thì quý vị kiểm ơi, có mấy người đáng cho mình thương? Chỉ có mình đáng cho mình thương thôi. Chính mình có khi mình cũng giận mình nữa, phải không? Quý vị có khi nào giận mình không? Thì như vậy thì cả thế gian không thương ai hết, kể luôn mình không thương mình nữa. Bởi vì mình thì muốn nghĩ lành, mà có khi nào ai chọc tức cái là nó nghĩ dữ liền, nó nói là lời dữ, nó hành động dữ. Rồi qua cần dữ cái mình nhớ là, ủa sao mình hiền mà bây giờ dữ vậy? Cái là tức tối giận lên mình. Thì như vậy chính mình mà còn không bằng lòng mình, huống nữa là người khác bắt phải nghĩ giống mình. Mà nếu bắt người ta giống mình mới thương á, thì chắc rằng tình thương không bao giờ có, phải không? Không bao giờ có tình thương. Nên nếu không có tình thương thì sống trong xã hội này chúng ta là cái gì đấy? Nói thực tình, nếu mà nói thẳng cái lý thật ra, nếu cố chấp vào cái ý niệm mình ai nghĩ đúng như mình nghĩ thì mới là tri kỷ, mới là người đáng thương, thì tôi tin rằng thế gian này không ai thương ai hết. Bởi vì không bao giờ có người thứ hai nghĩ trùng hợp, cái gì cũng trùng hợp của mình. Tại sao vậy? Bởi vì những cái ý niệm suy nghĩ đó là cái bên ngoài đem đến cái quân tập mà nên, chứ không phải là tự nó có. Ví dụ như quý vị tới nghe kinh giảng đạo ở trong chùa, thì quý vị có những cái quan niệm nghĩ như người học Phật. Rồi có người khác họ nghe kinh giảng đạo ở nhà thờ hoặc là ở thánh đường nào đó, thì họ có cái quan niệm như vậy. Rồi người này nhìn người kia có những quan niệm khác nhau, cái rồi ghét nhau, phải không? Thì như vậy có phải là tai họa hay không? Nghĩa là như vậy, cái nghe và cái ghi nhớ đó là từ bên ngoài đem đến, chứ không phải tự nó có. Quý vị nhớ như mấy đứa trẻ 10 tuổi nó có tư tưởng gì không? Nó có tư tưởng nó là Phật giáo, hay là nó có tư tưởng nó là tín đồ Thiên Chúa giáo, hay là nó có tư tưởng nó là tín đồ Nho giáo gì không?
nó không có gì hết. Nó là nó trong trắng, rồi do sự quân tập từ bên ngoài. Quân tập vô là lần lần nó có cái nhận thức. Nhận thức đó, nó chấp nhận nó là cái gì đó. Thì như vậy, sau khi nó chấp nhận nó là cái gì đó, là sự quân tập bên ngoài đem đến. Chứ bản chất nó đâu phải như vậy. Thì như vậy cái quân tập đó đâu phải là tâm mình, chứ phải không? Mà chấp cái đó là mình rồi, mình mang cái hình thức này, người khác mang hình thức khác, hay là mình mang tâm niệm này, người khác mang tâm niệm khác, cây ghét nhau, rồi thù địch nhau, làm cho cái tình thương bị tan vỡ, rồi sống trong cõi đời đau đớn hoài. Thì người này thấy người kia tư tưởng khác mình cái ghét, mà ghét thì tức là thù địch chứ gì. Mà nhiều khi trong gia đình cũng vậy, nhiều khi người anh theo đạo Phật, người em theo đạo Chúa, các anh em cũng không bằng lòng nhau. Quý vị thấy không? Thì cái đó lỗi tại cái gì? Lỗi tại chấp cái quân tập là mình, thấy không? Đó là tư tưởng mình. Chứ thực tình thì mỗi người đều như nhau, anh em ruột thịt đều giống nhau hết. Giống nhau về thể xác là tứ đại hòa hợp, giống nhau về tinh thần, mà tinh thần giống đó thì để khi khác sẽ chỉ. Bây giờ đương nói cái khác đây. Thì như vậy, nếu chúng ta hiểu cái chỗ này cho thấu đáo thì tự nhiên chúng ta cởi mở vô cùng, biết rằng chúng ta đều là người quân tập. Những cái tư tưởng, những cái nghĩ suy đều là do cái môi trường sai biệt của mỗi người, do sự giáo dục của gia đình, sự giáo dục của xã hội, sự giáo dục của tôn giáo, hoặc là sự giáo dục nào đó, nó có sai biệt. Chứ còn giữa mình và em mình, hay là anh mình, hay là cha mình, hay là con mình, đều là không khác. Chỉ khác nhau sự giáo dục đó thôi. Môi trường sai biệt. Môi trường sai biệt đó rồi có những tư tưởng sai biệt. Tư tưởng sai biệt đó nếu chấp thì chúng ta sẽ không thương nhau. Bây giờ coi những tư tưởng sai biệt đó là chuyện riêng. Anh em ngồi nói chuyện tình nghĩa anh em. Đừng có thêm cái gì sai biệt vô đó hết. Thì tự nhiên là chúng ta thương nhau. Vợ chồng nói chuyện mình nói chuyện trên tình nghĩa vợ chồng. Còn những cái tư tưởng sai biệt tôi bỏ qua bên. Nếu người này có nghĩ khác thì người kia nghĩ khác, hay nói thôi cái đó vọng tưởng, bỏ đi không quan trọng. Phải không? Cha với con ngồi nói chuyện, cha nghĩ khác, con nghĩ khác, ôi cái đó tại quân tập của cha hồi thế kỷ 18 và 19, con quân tập hồi thế kỷ 20 thì hai quân tập khác. Thôi thì bỏ đi không quan trọng, cha con là ruột thịt cái đó mới quan trọng thôi. Nếu hiểu như vậy thì chúng ta đâu có giận ai, phải không? Cha đâu có ghét con, tại sao con nó không giống mình, phải không? Rồi vợ chồng cũng vậy, tại sao không? Vợ nó không giống chồng, giống sao được? Người nào ở trong phạm vi nấy, phải không? Từ nhỏ sinh ra mỗi người mỗi gia đình khác, rồi sự học hành khác, bạn bè khác, thì tất nhiên nó có quân tạo khác, rồi bắt nó giống mình sao được? Ví dụ người nam thì có những bạn nam, rồi rủ đi hút thuốc, uống rượu, rồi nói chuyện trên trời với đất gì đó. Người nữ thì ta quen, có bạn nữ nói chuyện nấu cơm rồi này kia, món này món nọ. Hai người gặp nhau làm sao tư tưởng giống vậy? Phải không? Người nữ thì ta quen, có bạn nữ nói chuyện nấu cơm rồi này kia, món này món nọ. Hai người gặp nhau làm sao tư tưởng giống vậy? Phải không? Mà bắt họ giống mình không bao giờ được. Mà bây giờ thì cái không thể bắt người ta giống mình nữa thì phải làm sao? Thôi hỷ trả hết, phải không? Cái không giống mà mình cho nó là cái vọng tưởng mới quân tập, không phải là thứ thiệt, phải không? Cái thứ đó là thứ giả, không phải thiệt. Mà cái giả đó mình chấp cho chi cho giận hờn phiền não. Mà nếu người nào biết rõ như vậy thì quý vị nghĩ trên thế gian này mình có giận ai không? Đại đa số người ở đời cứ nghĩ rằng tại sao mà nó không giống tôi, nghĩ không có giống tôi, cứ nghĩ vậy rồi trách con, trách cháu, trách đủ hết, nó không giống mình. Mà bác nó giống mình là cái người đó là người khôn tới mức nào, quý vị nghĩ? Nếu mình là người quân tập ở thế kỷ thứ 19, rồi con mình thế kỷ 20, rồi cháu mình thế kỷ cuối thế kỷ 20, tức là mỗi một thế kỷ nó đã đổi biết bao nhiêu chuyện, từ khoa học, kinh tế, cái gì cũng đổi hết, thì phải có những cái nhận xét khác. Mà biểu nó giống mình thì giống sao? Nếu mà giống hệt như mình thì chắc là ở lại cái thế kỷ 20 hoài, có thể trở lại thế kỷ 18 hay 15 gì đó. Bởi vì đâu có tiếp được, vì mỗi thời nó mỗi khác. Nếu chúng ta bắt giống nhau thì tức là bắt lùi lại như thượng cổ, tức là phải ăn lông ở lỗ đời đời, phải không? Mỗi thời mỗi khác,
thì tư tưởng nó cũng sai biệt. Như hồi xưa ông bà chúng ta cứ nghĩ rằng trời tròn đất vuông, thì bây giờ mình có nhận trời tròn đất vuông đúng không? Thì như vậy thì bắt nó nghĩ giống như ông bà thì chúng ta lạc hậu tới mức nào? Thì như vậy cái người mà bắt con cháu mình nghĩ giống mình đó, có phải là kéo lùi những cái bước tiến của sau này trở về thượng cổ hay không? Như vậy là quá lạc hậu, phải không? Hiểu như vậy thì quý vị thấy chúng ta hoàn toàn tha thứ hết những cái gì nghĩ khác. Nó cháu mình nó nghĩ khác mình thì biết à, phải cháu mới quân tập đây, còn ông thì quân tập hồi xưa, thì của ông nghĩ khác, của cháu nghĩ khác, nhưng mà suy nghĩ khác, ông cháu mình vẫn là ông cháu thôi. Đừng có thèm chấp cái nghĩ khác đó mà giận mà buồn, thì tự nhiên cái tình nghĩa không có mất, phải không? Còn nếu chấp vào cái nghĩ khác đó mà sanh là thù địch thì tự nhiên thế gian này mình sẽ thấy thù địch hết, kể cả con cháu mình cũng là thù địch nữa. Nếu mà quý vị nhớ kỹ lại, có khi nào quý vị không nghĩ cha mình lạc hậu hơn mình không? Nếu là người có học thì lâu lâu ôi ông già ông cổ lỗ quá, bây giờ tức là nó đã thấy cái lúc cái nếp sống của ông bà hồi xưa, của cha mình hồi xưa là khác, nếp sống của mình nó khác, cho nên mình thấy ông cha mình cổ lỗ, rồi con mình nó cũng thấy mình là cổ lỗ nữa, phải không? Rồi như vậy thì cái nào cũng đều cổ lỗ hết, thì chi bằng thôi cái nghĩ của mình hồi xưa thế nào, cái nghĩ của nó bây giờ thế nào đó, hai cái nghĩ đó đều không quan trọng, không chấp. Thì nó nghĩ sao cũng tốt theo cái hoàn cảnh của nó, mình nghĩ sao cũng tốt theo hoàn cảnh của mình. Nó đừng chê mình cũng đừng giận nó, thì như vậy đó hết chê mình cổ lỗ rồi. Tuy mình là người xưa nhưng mà không có cổ lỗ, còn mình bắt nó giống mình thì nó sẽ chê mình cổ lỗ, phải không? Bởi vì cái tư tưởng mình khác rồi mà cứ kéo mày phải giống tao nè, mày giống tao như thế này, giống tao thế kia, rồi nó không giống cái rồi mình giận nó, mà giận nó cái thì nó thấy mình cổ lỗ, cái nó hết muốn thân với mình đó. Thì chính cái đó là cái bệnh của đa số người chấp tâm sai lầm như vậy. Cho nên quý vị mới thấy chúng ta học đạo là tìm lẽ thật, khi mà thấy được lẽ thật rồi chúng ta buông xả những cái sai lầm, mà nếu buông xả sai lầm rồi thì chúng ta có một cuộc sống an vui, mà tình thương chúng ta mới tràn khắp mọi người được. Bởi vì dầu cho ai có tư tưởng nào, có nghĩ xét thế nào đi nữa mình cũng không quan trọng, cái đó là cái quân tập mới đây. Chứ bản thân người đó tứ đại cũng giống mình nè, rồi cái tinh thần họ về cái phần bất biến đó cũng giống hệt như mình, thôi cứ thương trên cái tình đó là cái tình căn bản đó, phải không? Còn tất cả cái quân tập là cái mới đây thôi. Thì như vậy chúng ta thấy ai cũng là người đáng thương hết, bởi vì ai cũng là, thường thường hồi xưa hay nói ai cũng là đầu đen máu đỏ, nhưng mà ở trong nhà Phật thì không nói vậy, ai cũng là đất nước gió lửa làm thành, phải không? Đất nước gió lửa này, đất nước gió lửa kia cũng là đồng thể, có khác đâu đó. Rồi chính mỗi người cũng có một cái tâm thể chân thật bình đẳng như nhau, không có sai biệt. Thì như vậy tại sao chúng ta không thương trên cái đó mà lại thương trên cái vọng tưởng sai biệt? Rồi chấp cái vọng tưởng sai biệt là mình, rồi bắt người ta phải giống cái vọng tưởng của mình, cái đó thật là vô lý, vừa làm khổ mình mà cũng khổ người. Nếu người nào mà ngồi cách con cháu không giống mình á thì người đó có vui hay không? Tự họ thấy họ đã khổ rồi, rồi con cháu có vui không? Cũng buồn nữa. Cha con không có hòa hợp nhau được, mà không hòa hợp nhau được thì tất nhiên cái tình thương nó bị mất. Do đó mà tôi thấy rõ đại đa số người sống trong cuộc đời toàn là đau khổ. Cứ lớn tuổi thì cứ ngồi tách con cháu, đứa này không giống, đứa kia không giống, rồi con cháu cũng tách lại, cha mình ổng cố chấp, ổng chưa, ổng cổ lỗ gì đủ thứ. Rồi như vậy hai cha con hết tình hết nghĩa, chi bằng chúng ta biết nó là con mình là cha nó, thì cái cha con là cái tình thân. Còn tất cả những cái nghĩ suy sai biệt là do sự quân tập, không đáng kể. Cứ có cái gì đó thì cho nó nghĩ, nó nói cho nó nói, nó phát biểu cho nó phát biểu, nhưng mà cứ nói rằng đây là cha phát biểu như thế này là vọng tưởng của cha, con phát biểu như thế đó là vọng tưởng của con. Hai cha con mình á, cái tư tưởng đều là vọng tưởng hết, không có thiệt. Cái căn bản thiệt là cha và con, tình đó mới là thiệt đó.
cứ nhớ như vậy thì tốt biết mà bao nhiêu, phải không? Chúng ta sẽ hết đau khổ và con cháu chúng ta cũng không đau khổ nữa. Cái tình đó nó không mất. Rồi đến mọi người xung quanh, dù cho ở cái trường hợp nào, ở bên một cái tôn giáo nào khác nhau mấy đi nữa, chúng ta cũng vẫn thấy là tình anh em hết. Không có cái gì phải chống đối, không có cái gì mà phải ghét nhau. Tất cả sự quân tập đó là cái mới, riêng biệt, còn cái chân thật là đều giống nhau hết. Hiểu đến như vậy, sống như vậy, tức là chúng ta tu, tu mà không có tu gì hết. Thấy không? Cần nhận định đúng cái là kiểu buông xả những cái đó. Rồi trong gia đình hết thắc mắc, nhưng ngoài xã hội cũng không có buồn phiền. Đối với ai mình cũng thấy có cái tình thương chân thật được hết. Thì như vậy đó là tu chứ gì. Còn cái cố chấp, tôi là đạo Phật, ông là đạo Chúa, hai chúng ta không có gần nhau được. Ông đi đường này, tôi đi đường kia, chia cho khổ vậy. Nó là tuy cái tư tưởng quân tập khác, nhưng mà chúng ta là chúng ta, người kia cũng là như chúng ta vậy, có khác gì đâu. Như vậy thì chúng ta thấy mọi người đều có thể thương nhau được hết, không có riêng biệt. Chính cái chỗ đó mới là cái chỗ đem cái tình thương hay là đem cái lòng từ bi mà trang rãi hết mọi loài, không có phân biệt, không phân biệt giai cấp nào, không phân biệt tôn giáo nào, đảng phái nào hết. Ai cũng là người đáng thương như nhau, ai cũng là bạn đồng tình, cũng là tri kỷ hết. Bởi vì sao phải là tri kỷ? Bởi vì chúng ta cũng là tứ đại, người kia cũng tứ đại giống hệt nhau, phải không? Chúng ta có cái biết, người kia cũng có cái biết giống hệt nhau, có cái gì đâu mà khác. Mà đã giống hệt nhau không tri kỷ là gì? Còn chỉ có ba thứ vọng tưởng sai biệt không đáng kể. Thấy vọng tưởng sai biệt không đáng kể thì chúng ta tha thứ được hết, không có gì buồn phiền, không có gì bực bội. Còn nếu chúng ta quan trọng cái tư tưởng sai biệt, cho đó là thiệt, là chân lý, thì chúng ta đau khổ dài dài, xã hội đau khổ dài dài, mà thế gian này hay là thế giới này thì đấu tranh dài dài, không cùng, không tận. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy cái mầm đau khổ của con người, của chúng sinh từ cái chỗ sai lầm, cấp sai lầm mà ra như vậy. Thì như vậy quý vị mới thấy chúng ta học đạo là chúng ta vượt ra khỏi cái dòng mê lầm chấp ngã. Như tôi nói, si mê chấp ngã thân, si mê chấp ngã tâm, hai cái si mê đó làm cho chúng ta đau khổ từ trước đến giờ. Nghĩa là dành nhau về vật chất, dành nhau về tư tưởng, cứ như vậy mà khổ đau hoài không hết. Quý vị thấy thế gian có lúc nào không dành hai điều đó hay không? Là không bao giờ hết cái dành đó. Nếu cả thế gian đều biết như vậy thì đẹp biết chừng nào là đẹp, phải không? Nghĩa là về vật chất thì không có dành nhau, vì biết rằng ai cũng là thân tứ đại, chia sẻ nhau có mà nuôi nó tạm thời qua ngày thôi. Một phút giây nào duyên nó tan ra thì đâu còn nữa. Thì chúng ta còn sống là giúp đỡ nhau cho bớt khổ, bớt thiếu. Người có giúp cho người không, người dư giúp cho người thiếu, để đem cái tình thương lại cho cùng sống với nhau về vật chất. Về tinh thần thì ai cũng hiểu rằng chúng ta đều là người chân thật, chỉ do cái vọng tưởng sai biệt. Vọng tưởng sai biệt là cái giả dối không thiệt, cái đó không đáng kể, không quan trọng. Nếu có khác nhau thì cũng là cái giả dối thôi. Mà giả dối khác nhau có gì đâu đáng kể, mà phải buồn, phải giận đó. Hiểu như vậy rồi tha thứ hết, không buồn ai, không giận ai. Thì như vậy chúng ta đem lại tình thương tất cả mọi người trong nhân loại, không còn gì mà thù hằn đối địch hết. Đó, hai điều đó là cái điều căn bản của sự tu hành. Nếu mà không nhận được như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ đau khổ. Vì vậy mà trong kinh Phật nói rằng như là người học đạo phải đạt được cái lý vô ngã. Vậy vô ngã tức là cái thân tứ đại không thiệt là ta, và cái tâm vọng tưởng cũng không thiệt là ta. Thấy hai cái đó không thiệt thì trải khắp muôn loài một tình thương tràn trề, không có bị chống đối, không dành nhau về vật chất, không dành nhau về tư tưởng, thì còn gì không mang lại tình thương cho tất cả. Đó là cái yếu tố quan trọng của sự tu.
Đó là tôi nói hết cái vô minh thượng rồi, bây giờ tới cái vô minh trung.